79. Dạ nhớ lúc đó ông cậu. Nay bà nội 79 ha. Dạ, rồi hàng ngày bà nội đi bán số hay là làm gì? Bà nội bán số hôm nay nội đau quá, xưng cái này là bà nội nghỉ rồi. Bán đi hồi rồi. Bà nội bán số ở ngoài cây xăng hả đâu? Nội bán ngoài chợ mình nè, chợ Cái Tắc. Bán ngoài chợ Cái Tắc ha. Ừ, chợ Cái Tắc á. Một ngày bà nội bán được bao nhiêu? 50-60. 50-60 ha. Rồi cũng như đây mình lội ra tới Cái Tắc mình bán rồi cả mấy giờ mới xong bà nội? Cỡ 8 giờ 8 rưỡi. Ồ, vì bán cũng mau quá ha. Ta thương. Ngồi tiệm đi đẳng đi vậy nha. Sao bà nội không lấy nhiều nhiều tí 100 tấm mình bán? Đại lý không cho bà, nói bà đi không có nổi, bà trả là nếu không nhận. Bán không hết trả là không nhận. Chứ ngày nào thì bà cũng bán 50 tờ á. Từ 50-60 trở lại. Rồi bà ở đây là cùng với hai cháu này cháu nội hả bà? Cháu nội. Cháu nội cháu ngoại với con đi mừng lâu lâu cũng về vậy đó. Lâu lâu cũng về thăm mẹ. Cho mẹ như lâu lâu về cho mẹ như 500 triệu. Là cái cháu mà bị phỏng đó là cháu Tiên phải không bà? Cháu Tiên, cháu nội. Dạ cháu nội ha. Cháu nội. Dạ, chắc lúc đó là chắc bà thấy được cái sự việc đó chắc bà rất đau lòng lắm ha. Bà đi nuôi ông ở ngoài bệnh viện A Khoa Trung ương. Lúc đó bà cũng không có nhà. Bà đi nuôi ông. Nuôi ông á. Ông bị tim chứ học phổi chứ. Nằm liệt luôn. Rồi bây giờ ông bớt chưa bà? Liệt luôn rồi. Ngu nữa, không thấy đường luôn. Sao dữ chứ. Rồi cũng như là hàng ngày cho bà phải đi bán vé số rồi nuôi ông. Nuôi ông. Dạ, một ngày mình bán 50 60 50 60 gì đó rồi mình cái thu nhập mình là mình đủ sống không bà? Cho gạo, cho gạo ăn. Dạ. Cũng sớm kia là người ta thương người ta cho gạo ha. Có cho gạo mới đầu ngày đó. Tới đầu cho gạo. Ngày qua cho bà ăn bắp. Dạ. Ta chỉ xách xe cho bắp. Tôi thấy hoàn cảnh gì ha nên người ta thương nên người ta giúp đỡ cho bà. Đúng rồi con. Còn cái này là bà, cái này bà mua bà bán lợi hay sao? Bán lợi mà mấy đứa ngày nay không lợi, mấy chú cái xe đẩy đó. Dạ. Đẩy vô đó bà mua rồi bán không? Để đẩy nhận rẻ cho bà. Bà ngồi bán bậy nó rồi. Cái này là bà bán mới bán hay là bán lâu chưa bà? Bán lâu rồi đó. Dạ, rồi mình bán vậy rồi mình có lời được bao nhiêu không? Lời 20-30. Rồi ngày được 20-30 ha. Chuối nữa. Chuối đùm lum mà mấy đại bà bị đẩy nó rồi tiên vậy đó. Đi rồi không ai coi chừng lòng. Cũng như là một buổi sáng thì bà phải đi bán số. Rồi trưa về thì bà phải bán cũng như là ba cái như cốc đồ này kia nọ ha. Đó. Và bà bán thêm. Bán thêm. Một ngày kiếm cũng được 70-80 ngàn. Đó. Có lúc nào mà kiếm được 100 ngàn không bà? Không, không có đâu. Hôm nay cũng như là bà có đất ruộng gì không? Không, bà có gì đó. Có cái nền nhà không ha? Có nền nhà không. Nền nhà mà nhà nước mấy ông thì bình gì nó cất hết không? Hồi đó ở cái nhà tệ lắm, con ngủ không được tùm lum. Cái lợi thấy đó áp tổ rồi tại lợi thấy người ta nói trời ơi để nữa người ta để cho lại cái nhà đỡ cất, giống như là người ta muốn mới sửa lại nhà cho bà ha. Đó sửa lại chứ vừa cất nó sửa đó. Dạ. Ta mua thôi, thấy tội nghiệp không. Hôm nay là nói chung là bà mới có 79 mà nhìn bà cũng như là 80 á. Quá mà con ơi. Vì chứ về cái qua bên phía đó nha, lụm củi. Ngồi lụm lụm. Dạ. Yeah. Bây giờ bà cũng còn lụm củi nữa. Còn trước đó nó chậm. Nó cũng mặt con ơi khổng lắm. Nó cũng mất em. Đi đâu về nhà thì lấy vũ. Cũng như là về nhà mình thấy cái hoàn cảnh của mình như thế, rồi chồng mình như thế, rồi thêm cháu mình như thế ha. Không nói thôi, con nói mấy chuyện đó là bà buồn suốt. Dạ. Thấy cái chuyện vui vui thì bà còn vui. Thôi cố gắng lên đi bà ơi, đã xảy ra rồi, nói chung con cũng không phải muốn nhắc lại đâu. Thì nói chung mình phải cố gắng lên chứ giờ biết sao được.